Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc thanh niên ở Đắk Lắk chưa đủ tuổi nhưng lái xe phân khối lớn gây tai nạn chết người. Cụ thể đã có kết luận liên quan vụ tai nạn giao thông giữa thanh niên lái xe phân phối lớn và một phụ nữ mang thai khiến cả hai tử vong. Trước đó, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã quyết định kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc trên. Công an thành phố Buôn Ma Thuột xác định nguyên nhân gây ra tai nạn đều có lỗi của thai phụ và nam thanh niên. Công an xác định thai phụ không có giấy phép lái xe, điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định và chuyển hướng không đảm bảo an toàn, tông vào xe do nam thanh niên đang điều khiển xe. Đồng thời, công an cũng xác định nam thanh niên điều khiển mô tô khi chưa đủ 18 tuổi, không làm chủ tốc độ, đã tông vào xe do thai phụ cầm lái. Theo công an thành phố Buôn Ma Thuột, thai phụ và nam thanh niên đều có hành vi vô ý làm chết người. Tuy nhiên cả hai người đã tử vong sau tai nạn nên không đề cập xử lý.